Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần tin tức của Sài Gòn TV và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa mới đây cho biết trong tháng 5, họ đã nhận được hơn 2 triệu khoản quyên góp, mức trung bình là 70.27 Mỹ Kim cho mỗi khoản, gấp đôi tổng số tiền quy động được tháng 4. Tổng số tiền 141 triệu Mỹ Kim có khoảng tiền là 53 triệu Mỹ Kim mà chiến dịch ông Trump nhận về chỉ trong 24 giờ sau khi bồi thẩm đoàn New York kết luận ông phạm tội giả mạo hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Thưa quý vị, chiến dịch của Tổng thống Joe Biden, dù chưa công bố số tiền huy động được trong tháng 5, nhưng cũng gây quỹ hiệu quả trong 24 giờ sau khi ông Trump bị kết luận phạm tội trong nhiều tháng qua, chiến dịch của ông Joe Biden thường xuyên dược chiến dịch của ông Trump về khả năng gây quỹ. Tuy nhiên, ông Trump vào đầu tháng 4 lần đầu đã vượt qua ông Biden về khoản gây quỹ khi thu về hơn 76 triệu Mỹ Kim, trong khi con số này của Tổng thống Mỹ là 51 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, tổng số tiền gây quỹ của hai chiến dịch sẽ được xác nhận vào lần cuối khi nộp hồ sơ lên quỹ ban bầu cử liên bang. Cựu Tổng thống Trump đã bị bồi thẩm đoàn ở New York kết luận có tội với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao Daniel nhằm ém thông tin bất lợi khi ra tranh cử vào năm 2016. Những cáo buộc này là trọng tội cấp Y, trọng tội cấp thấp nhất ở New York, với các hình phạt như quản chế, phạt tiền và ngồi tù lên đến 4 năm. Tẩm phán New York là Juan Merton sẽ kết án ông Trump vào ngày 11 tháng 7 tới đây. Giới quan sát cho rằng, có nhiều khả năng ông không phải ngồi tù do ông không có tiền án, vi phạm không mang tính bạo lực. Vẫn vâng tiếp theo phần tin trên. Lần đầu tiên, Tổng thống Joe Biden gọi ông Donald Trump là người phạm tội. Trong sự kiện gây quỹ tại tiểu bang Connecticut, Tổng thống Joe Biden cho biết như sau, chiến dịch tranh cử đang chứng kiến những điều chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ, Lần đầu tiên, một cựu tổng thống và cũng là người phạm tội đã bị bồi thẩm đoàn tuyên cáo là có tội, đang tìm cách chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Đây là lần đầu tiên ông Joe Biden dùng thuật ngữ người phạm tội để mô tả đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay, đánh dấu bước leo thang mới trong những quyết tâm công kích ứng viên của Đảng Cộng hòa. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã từng bình luận về việc bồi thẩm đoàn tòa hình sự ở Manhattan kết tội ông Trump. Thế nhưng, ông không trực tiếp công kích cựu Tổng thống Trump, mà chỉ nói rằng không ai có thể đứng trên luật pháp của Hoa Kỳ. Đề cập tới những tuyên bố của ông Trump cho rằng phiên tòa ở New York bị dàn xếp, gian lận và đáng hổ thẹn, thì Tổng thống Joe Biden nói thêm rằng điều gây tổn hại nghiêm trọng hơn nữa đó là những cuộc công kích toàn diện của ông Donald Trump nhắm vào hệ thống tư pháp của nước Mỹ. Chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ dường như rất thận trọng với việc sử dụng phán quyết nhắm vào ông Donald Trump để công kích ông. Một số nhà bình luận đã đề nghị Tổng thống Joe Biden không nên đề cập tới những diễn biến tại tòa án mà hãy tập trung vào chính sách tranh cử trong thời gian sắp tới. Bồi thẩm đoàn của Tòa hình sự Manhattan ở New York vừa qua cũng tuyên bố, ông Donald Trump có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi trong khi tranh cử năm 2016. Phán quyết khiến cho ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bị truy tố và bị kết tội, cũng là ứng viên đầu tiên của một chính đảng bị truy tố là có tội khi chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, có một khối lượng lớn ma túy được phát hiện tại Airbnb ở Alhambra, California. Một việc bất ngờ đã xảy ra tại một ngôi nhà Airbnb ở Alhambra, California, khi đội ngũ dọn dẹp đã phát hiện hơn 200 pound methamphetamine bị bỏ quên. Các nhà điều tra hiện đang tin rằng những nghi phạm đã sử dụng xe tải U-Haul để di chuyển số ma túy này. Thông thường đội ngũ dọn dẹp tại các cơ sở lưu trú như Airbnb cho hay khách sạn có thể tìm thấy những vật dụng nhỏ mà khách du lịch để lại sau khi trả phòng. Tuy nhiên lần này họ đã tìm thấy một số lượng lớn những hộp chứa ma túy. Sự việc bắt đầu khi nhóm dọn dẹp nhận thấy nhiều hộp được để lại trong một ngôi nhà trên đường Ito số 1.400. Họ nhanh chóng thông báo cho cảnh sát và cuộc điều tra sau đó đã xác định được những hộp này chứa khoảng 235 pound metafetamin. Cảnh sát kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh của Ring tại hiện trường phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ của một số người. Sở cảnh sát Alhambra chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã bắt gặp các nghi phạm sử dụng xe tải U-Haul để vận chuyển ma túy. Trong quá trình điều tra tại ngôi nhà, chiếc xe tải U-Haul từng xuất hiện trong đoạn phim camera đã quay trở lại và cố gắng bỏ trốn bằng cách quay đầu xe. Tuy nhiên, cảnh sát đã kịp thời bắt giữ hai nghi phạm trong xe với cáo buộc vận chuyển ma túy. Trong khi đó, Airbnb đã phản ứng trước sự việc bằng cách loại bỏ người đặt phòng khỏi nền tảng của mình và khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với sở cảnh sát Alhambra trong cuộc điều tra này. Thưa quý vị, đây là một trong những tai nạn hiếm hoi mà đội ngũ dọn dẹp phải đối mặt và nó cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giám sát an ninh tại các cơ sở lưu trú. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Tiến sĩ Anthony Fauci phủ nhận cáo buộc là ông đã ngăn chặn các thông tin về Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm của Trung Cộng. Tiến sĩ Anthony Fauci, là cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, đã mạnh mẽ từ chối việc ông ngăn chặn thuyết cho rằng siêu vi gây ra COVID-19 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm sinh học ở Trung Cộng để tạo nên đại dịch gây ra chết chóc và bệnh tật cho hàng triệu người trên thế giới suốt 3 năm trời kể từ năm 2020. Trong phiên điều trần của một ủy ban điều tra Hạ viện, Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng, ông không hề tác động tới sự ảnh hưởng lên công cuộc nghiên cứu của siêu vi coronavirus. Và trong lần đầu tiên ra trước công luận để đề cập tới những cáo buộc tố cáo ông sau phiên điều trần kín kéo dài 14 tiếng đồng hồ hồi tháng 1 năm nay, Tiến sĩ Anthony Fauci lặp lại rằng, điều hợp lý nhất về nguồn gốc đại dịch COVID-19 là do tiến trình truyền nhiễm từ động vật sang con người ông cho rằng không có mối liên quan nào giữa chuyện phòng thí nghiệm bị rò rỉ với siêu vi gây ra đại dịch COVID-19. Đồng thời, ông khẳng định chuyện có âm mưu chỉ là loại hành vi xuyên tạc mà thôi. Tiến sĩ Anthony Fauci về hưu hồi tháng 12 năm 2022 sau 24 năm phục vụ tại Viện Y tế Quốc gia, trong đó có 38 năm tại Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm ông đã được mời đến điều trần chức tiểu ban hạ viện giám sát và quy trách nhiệm về đại dịch do coronavirus gây ra. Ủy ban được thành lập để tìm ra nguồn gốc của siêu virus này gây ra đại dịch COVID-19 và họ đã khám phá thấy một số email cho thấy các giới chức cao cấp tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm cố gắng che giấu bằng các bằng chứng trong hồ sơ và tránh né nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu trong đạo luật thông tin công khai. Còn những bức email cá nhân thì gợi ý cho thấy một số giới chức, trong đó có một cố vấn kỳ cựu và phụ tá của tiến sĩ Fauci, đã xóa đi các cuộc trao đổi qua lại, rồi dùng email cá nhân để tránh né các luật lệ về các bằng chứng công khai. Công ty Điện lực Oregon dàn xếp 178 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân cháy rừng 2020. Pacific Power, một chi nhánh của Pacific Corp, mới đây đồng ý trả 178 triệu Mỹ Kim cho hơn 400 nguyên đơn tại Oregon liên quan đến các vụ cháy rừng vào năm 2020, theo hãng tin AP. Đây là khoản dàn xếp mới nhất trong vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề cho tiểu bang Oregon, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Dự dàn xếp này bao gồm 403 nguyên đơn bị ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng Eco Mountain Complex Fire và Sentium Fire, theo luật sư George McCoy. Các vụ cháy rừng này xảy ra vào ngày lễ lao động 2020, thiêu rụi hơn thiêu rụi gần 5.000 km vuông, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và hạ tầng cơ sở, khiến cho 9 người đã thiệt mạng. Pacific Power cho biết họ đã giải quyết gần 1.500 yêu cầu bồi thường liên quan đến các thảm họa này. Tuy nhiên, Pacific Corp đang phải đối mặt với nhiều những vụ kiện khác, bao gồm một vụ kiện từ hàng chục xưởng chân cất rượu vang và vườn nho tại Oregon, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 100 triệu Mỹ Kim. Các nhà chân cất rượu vang cáo buộc rằng quyết định không vô hiệu quá nguồn điện trong cơn bão của Pacific Corp là nguyên nhân gây ra cháy rừng làm thiệt hại dừng nho là già giảm thu hoạch. Vào tháng 6 năm ngoái, Bồi Tổng đoàn kết luận Pacific Corp phải chịu trách nhiệm vì đã không cắt điện cho 600.000 khách hàng, dù đã có cảnh báo từ các viên chức cứu quả. Quyết định này yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại và trả tiền phạt cho chủ sở hữu của 2.500 tài sản. Hiện còn hàng ngàn thành viên khác của Pacific Corp đang chờ xét xử, dù các bên dự kiến sẽ tham gia hòa giải để đạt thỏa thuận. Thưa quý vị, và tuần trước, yêu cầu của Pacific Corp về việc hạn chế trách nhiệm pháp lý trong các vụ kiện cháy rừng đã bị Quỹ ban Dịch vụ Công cộng Oregon từ chối. Do liên quan tới việc ăn chặn tiền viện trợ, cho nên nghi can đã lót tay bồi thẩm viên tới 120.000 Mỹ Kim nhằm để thoát tội. Một bồi thẩm viên vừa bị đình chỉ sau khi bị phát hiện nhận hối lộ là 120.000 Mỹ Kim để bỏ phiếu trắng án cho 7 nghi can ăn cắp hơn 40 triệu Mỹ Kim từ chương trình viện trợ thực phẩm cho trẻ em trong đại dịch Covid-19. Sự việc này liên quan tới một trong những vụ gian lận viện trợ lớn nhất tại nước Mỹ. Các nghi can là nhóm đầu tiên trong số 70 bị cáo bị đưa ra xét xử, với tổng số tiền thiệt hại lên tới 250 triệu Mỹ Kim, trong đó 18 người đã nhận tội và nhà chức trách thu hồi được khoảng 50 triệu mỹ kim. Phần lớn số tiền viện trợ bị ăn chặn đã được sử dụng để mua sắm các loại hàng xa xỉ, thí dụ như xe hơi, đồ trang sức, đi du lịch và bất động sản. Chỉ một phần nhỏ trong số tiền đó được dùng để nuôi trẻ em có điều kiện khó khăn mà thôi. Phiên tòa bắt đầu từ tháng 4 vừa qua và các luật sư bào chữa đặt câu hỏi về tiến trình điều tra của cơ quan FBI cũng như cho rằng các bị cáo chỉ gặp khó khăn trong việc tuân thủ quy định thay đổi nhanh chóng của chương trình viện trợ này. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã cố tình lừa dối và chiếm đoạt tiền viện trợ. Một nữ bồi thẩm viên 23 tuổi đã ngay lập tức giao một túi tiền hối lộ cho cảnh sát. Theo Minneapolis Star Tribune, một người phụ nữ đã để lại túi tiền và hứa sẽ đưa thêm nếu như cô bỏ phiếu trắng án Thẩm phán Nancy Basel đã thẩm vấn các bồi thẩm viên và quyết định cô lập những người này trong suốt thời gian xét xử còn lại để bảo đảm cho sự công bằng. Khoản viện trợ thực phẩm đến từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và được Sở Giáo dục Tiểu bang Quản lý nhằm cung cấp những phần ăn cho các em hai tổ chức phi lợi nhuận liên quan có tên là Feeding Our Future và Partners in Nutrition bị cáo buộc là đã trình ra các hóa đơn giả cũng như tham gia vào các hoạt động rửa tiền và gian lận. Thưa quý vị, cảnh sát Alabama bố ráp tìm ma túy, chủ tiệm gốc Việt bị bắt. Hai người chủ một tiệm tạp hóa vừa bị bắt sau cuộc bố ráp truy tìm chất gây nghiện theo văn phòng cảnh sát của quận Lauderdale, đài WAFF loan tin. Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy quận Lauderdale thi hành trác lục soát tại cửa tiệm HT General Merchandise có tên là Townsley trên đường cao tốc Highway 17. Cửa tiệm tạp quá tọa lạc phía nam trường trung học Wilson High School. Cảnh sát Lauderdale cho biết tìm thấy hơn 200 chai Tia Neptide và nhiều gói Kratom trong một máy làm nước đá phía sau cửa tiệm. Cảnh sát cũng tìm thấy 12.000 Mỹ kim tiền mặt mà họ cho là được dùng để mua ma túy. Số ma túy được giấu đằng sau cửa tiệm để khách hàng không thể nhìn thấy. Tiantaptide và Kratom đều là hai chất cấm lưu hành ở tiểu bang Alabama. Cảnh sát chú ý tới cửa tiệm này sau khi có một số lời trình báo có thể có hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực. Phương Văn Trịnh và Trang Thùy Trịnh là chủ tiệm bị bắt trong vụ này. Thưa quý vị, Phương bị buộc tội buôn lậu chất cấm và 5 tội phân phối bất hợp pháp chất cấm. Còn Trang bị buộc một tội buôn lậu chất cấm và 6 tội phân phối bất hợp pháp chất cấm.